Tháng 11 năm 2018, Trần Bá Chi bất ngờ hạ sinh một tiểu quý tử thứ ba với người tình bí mật khiến làng giải trí Hoa ngữ xôn xao một thời gian dài. Chỉ đến khi tiểu vương tử, tên cúng cơm ở nhà của bé thứ ba này, được một tháng, người đẹp mới quyết định xác nhận thông tin. Kể từ đó tới nay, chỉ có truyền thông là phía đồn đoán nhiều nhất về chuyện tình của nàng tinh nữ lang này, còn Trần Bá Chi quyết định giữ đến cùng. Tuy nhiên, sau gần nửa năm giữ bí mật, ngày hôm nay, người đẹp Hồng Kông bất ngờ chia sẻ về cậu con trai thứ ba trong một đoạn clip ngắn đăng tải trên mạng xã hội. Bà mẹ bỉm sữa vui vẻ tiết lộ, bé tiểu vương tử càng ngày càng bụ bẫm, đến nỗi rất nhiều quần áo nhanh chóng bị chật, liên tục phải mua mới. Bé cưng hiện tại đã được 5 tháng tuổi nhưng không thể mặc vừa quần áo cũ, Trần Bá Chi phải mua đồ cho trẻ từ 6 đến 9 tháng mới có thể vừa vặn với con trai mình. Với kinh nghiệm 2 lần làm mẹ trước đó, Trần Bá Chi chia sẻ mình đã mang quần áo cũ của con trai tới các cửa hàng để so sánh. Ba nguyên tắc mà cô đặt ra khi mua đồ cho con chính là không được quá đắt, thoải mái là được, phải thật an toàn. Những chia sẻ này của bà mẹ bỉm sữa đều được netizen tán đồng. Người hâm mộ bày tỏ họ rất mong một ngày có thể nhìn thấy Trần Bá Chi cho con trai lộ diện. Trước đó, trong một clip khoe nhà riêng, Trần Bá Chi vô tình để lộ hình ảnh được cho là tiểu vương tử. Cụ thể, trong nhà cô bày biện khá nhiều chiếc gối tình hình hai cậu con trai Lucas và Quintus, trong đó có một chiếc in hình một em bé sơ sinh. Cư dân mạng đều cho rằng đây có thể đây là gương mặt của